Đây bạn đang hỏi cái phần mềm này đi. Đây phần mềm này là phần mềm chuyên đào tạo hãng Hyundai, Kia. Đấy, để giả lập một con xe. Giả lập một xe là để đưa đến ví dụ như là một hệ khi mình đào tạo hệ thống gạt mưa thì chúng ta sẽ vào đây, hệ thống chiếu sáng vào đây, đo lóc vào đây, và hệ thống báo động vào đây. Đấy, thì mình ví dụ như là mình vào hệ thống gạt mưa trước đi. Đấy, thì gạt mưa thì nó cũng sẽ giả lập, chẳng hạn như là chúng ta đầu tiên là chúng ta chọn vào các chế độ bình thường, chẳng hạn như chế độ bình thường này, chế độ bình thường này, mình cứ đánh cái này. Đấy, chẳng hạn như chế độ bình thường thì với cái loại không có cảm biến gạt mưa này, chẳng hạn như mình bật chìa khóa điện lên, mình bật công tắc khóa điện đây, thì nó có dòng điện nó đi như thế này, dòng điện như thế này. Đấy, và khi mình bật sang các chế độ khác, đây ví dụ thôi, chỉ INT này thì nó đi như thế này, ví dụ thế. Và thứ hai lao nó như này, chế độ watt hai nó như này, watt 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 thì là gạt mưa phun nước, là phun nước đúng không? Đấy, ví dụ thế. Chúng ta có thể chọn khi mà bị ban bệnh đi, khi ban bệnh là tất cả không làm việc này, đây ví dụ rất nhiều, đây không làm việc cái chế độ gọi là lao này, ví dụ thế, vân vân đúng không? Chẳng hạn như chế độ không làm việc, chế độ lao đi, thì đây nó là mô phỏng thử đây. Là không, không hoạt động rồi. Đấy, không hoạt động rồi. Đấy, chẳng hạn chúng ta sang cái chế độ khác đi. Đấy, chẳng hạn như là sang chế độ tất cả không làm việc này. Đúng không? Tất cả không làm việc thì chúng ta bật có điện đã, nó yêu cầu bật có điện, do nó có điện. INT không hoạt động, là không hoạt động, ai không hoạt động, quá không hoạt động. Đây sang chế độ khác đây, đây chế độ ví dụ như là lúc nãy là mình đang đây, cho anh em dễ nhìn. Đấy, cũng bật có điện lên. Đấy, chẳng hạn như là mít này, mít có quay đúng không? Đấy, trên trên hình có quay này, INT có quay này. Đấy, sang lao không quay, lao không quay, hai không quay và watt không quay. Đấy, chế độ này thì khi mà bị chế độ này thì chúng ta sẽ sửa chữa như nào? Thì là phần thứ hai, đây có phần thứ hai. À, chúng ta sẽ vào phần hai mục hai này, chẩn đoán. Ok, và chẩn đoán thì chúng ta sẽ nghi ngờ những phần nào thì chúng ta sẽ tích vào phần đây, chẳng hạn như chúng ta nghi ngờ tất cả đi hay là nghi ngờ một cái đi. Mình cho làm cho cái menu này nó ấn xuống, thành tab bar nó ấn xuống cho anh em dễ nhìn. Tab bar chỗ nào quên mất rồi, thành tab bar cho nó auto bật xuống đi. Đấy, bật xuống anh em dễ nhìn. Đấy, đến đây nó lại lỗi lên rồi. Chẳng hạn thế chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ trang sang trang 3. Trang 3. Đấy, trang thứ 3 thì là nó có các điểm thứ tự các điểm để chúng ta đo kiểm. Ở đây thì trên này có các đồng hồ. Đây là máy chuẩn đoán GDS chuyên hãng. Đồng hồ đo vôn, đồng hồ đo vôn. Chúng ta có thể sẽ sang chuyển sang đây là đo ôm. À, chẳng hạn như là lúc chúng đo chúng ta cần để đo và chúng ta kéo các que ra vị trí cần đo. À, chúng ta cầm cái cầm chuột này kéo sang vị trí cần đo. À, và cuối cùng là chúng ta sang cái phần gọi là có lỗi gì chúng ta sẽ lưu lại đây và chúng ta sẽ pin ra và chúng ta lưu lại vân vân. À, đây là cái mà gọi là để chương trình chỉ để đào tạo anh em thôi và chúng ta thử chuẩn đoán và chúng ta học thực hành là chính rồi. Ok, bạn còn hỏi gì nữa thì mình cứ hỏi nhé.